Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mời các bạn nghe truyện ngắn Người Con Dâu. Chuyện kể về những sóng gió trong cuộc đời của Thôi Mẫn, một người phụ nữ xinh đẹp tảo tần. Nhiều biến cố xảy đến với chị sau khi bị tên lưu manh cưỡng đoạt. Thôi Mẫn luôn phải đấu tranh giữa việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và nói sự thật với chồng, nhưng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm anh dành cho cô. Phần 1. Vào một buổi xế trưa trong làng Lưu Thôn, mặt trời cuối tháng 7 như một cái lưỡi lửa liếm mái nhà bờ sông, cánh đồng trơ trụi nứt nẻ và những cái sân rộng nơi nông dân đang phơi thóc. Không có lấy một người dưới cái hơi nóng hun đốt ấy. Ngay cả dòng nước từ sông Lưu chảy ra làm thành một cái ao trước dinh cơ nhà họ Lưu cũng bị nung đốt thành một sự im lặng ngái ngủ. Cửa sau nhà nhị gia mở ra. Trần Thôi Mẫn ngồi sau cái cửa trông ra ao. Nàng là em dâu của Nghĩa Phần, vợ quá của nhị gia. Nàng đang thêu chiếc áo cưới cho con gái. Trên tấm lụa sa tanh màu đỏ lợt, móc vào khung thêu là hình vẽ hai con vịt bằng phấn hồng, con trước con sau nhưng bơi rất sát nhau. Hai ba đường vẽ gợn cong biểu tượng cho sóng nước bên dưới hai con vịt. Cây kim của Thôi Mẫn liên tục cắm xuống rút lên trên tấm sa tanh. Thêu hoa lá hoặc vịt thì không khó khăn lắm, nhưng nàng phải hết sức chú ý khi thêu những làn sóng. Nàng phải chú tâm từng mũi kim, mặc dù nàng rất buồn ngủ vì hơi nồng nực của một buổi chiều cuối tháng 7. Một giọt mồ hôi rơi xuống tấm sa tanh đỏ. Nàng khẽ rút từ khuôn thêu một chiếc khăn nhỏ in hàng chữ to chào mừng và lau trán. Nàng ngẩng lên và thở phào. Bên ngoài trời nắng chói chang, và trong một lúc nàng không thể phân biệt được nước ao và con đường dọc bờ ao. Nàng vừa lau trán xong thì mồ hôi lại ứa ra. Quấn chiếc khăn vào ba ngón tay phải và tay trái nắm đuôi khăn, nàng chùi mạnh trán hai lần nữa. Chiếc khăn này là của An Phúc, chồng nàng, mua từ Thượng Hải trong lần về thăm nhà vừa qua, đã gần một năm rồi. Thoạt đầu nàng muốn để dành, nhưng cuối cùng chiếc khăn sọc màu lục đã cũ quá rồi. Thế là nàng phải lấy những chiếc khăn mới ra, cho thằng con trai Đại Trí một cái cho con gái là Bân Thụy, và chiếc này là của nàng. Chiếc khăn bốc mùi long não khi nàng chùi mặt. Nheo mắt lại, nàng nhìn con đường bên kia ao, không có ai cả. Lần trước chồng nàng về cũng là một buổi trưa nặng nề và im lặng như thế này, dưới mặt trời thiêu nóng. Bố chồng nàng bị sốt và tiêu chảy sau một cơn cảm nắng. Mẹ chồng nàng hoảng hốt tưởng chồng chết nên nhắn tin con trai ở Thượng Hải phải về ngay. An Phúc trở về và ở lại 7 ngày, cho tới lúc ông bố qua cơn nguy hiểm. Tuy trách mẹ chồng quá hoảng hốt, nhưng Thôi Mẫn thầm sung sướng được đoàn tụ bất ngờ với chồng. Từ sáng đến tối, An Phúc hầu kề bố, xoa bóp lưng và chân, rồi sắc thuốc cho bố uống. Nhưng về ban đêm, chồng nàng là của nàng. An Phúc rất sợ sự nóng bức. Sau khi làm tình xong, chàng quay đi, tránh đụng chạm đến thân thể vợ. Nàng thường nằm bên cạnh chồng, quạt cho chồng ngủ. Mùi thân thể chồng mơn man mũi làm nàng sung sướng và thỏa mãn, mặc dù thân thể không đụng vào nhau. Bây giờ mãi đến ngày cưới con gái, chàng mới về nhà. Nàng đặt chiếc khăn mặt lên khung thêu, giọt mồ hôi trên tấm sa tanh đỏ khô đi thành một hình tròn rộng, giống như mặt trăng lờ mờ ở chân trời vào buổi bình minh. Cong ngón tay út, nàng chọn sợi chỉ lụa màu hoa cà. Mỗi khi kim thêu xuyên qua lớp sa tanh căng thẳng, một âm thanh lờ mờ vang lên. Trong lúc nàng thêu, nàng nhớ lại buổi sáng ngày cưới của chính mình 20 năm về trước. Sáng sớm hôm ấy, mẹ nàng đánh thức nàng dậy. Nàng khẽ trả lời mẹ, nhưng vẫn nằm trên chiếc giường ấm áp và ngủ lại. Nàng mơ hồ nghe tiếng mẹ: "Thôi Mẫn, mẹ sẽ để con ngủ thêm một lát nữa nhé. Sáng mai vào giờ này con sẽ phải dậy sớm để dâng trà cho cha mẹ chồng đấy. Chú con đã nhiều lần cho con biết nhà họ Trần là một gia đình sang trọng và luật lệ nhà họ rất khắt khe. Con phải hết sức thận trọng. Con ơi, con phải thức khuya dậy sớm. Khi bị đối xử hà khắc, dù con đau đớn thế nào cũng không được để lộ mặt ra. Chú con nói, con trai họ là một người tử tế có tư cách, con phải ráng là một người vợ tốt nhá. Rồi một người lay mạnh nàng, khiến nàng tỉnh ngủ hẳn. Đó là bà hàng xóm Trương Đại Má. Chúc mừng đại cô nương, hôm nay là ngày đại hỷ của cô, tại sao chưa dậy? Dậy mau lên, tôi tới để làm mặt cho cô đấy. Khoác chiếc áo bông cũ của mẹ lên bộ quần áo lót mới màu hồng, Thôi Mẫn ngồi bên cửa sổ, quay mặt vào ngọn đèn. Trương Đại Má tìm một chén nước lạnh và nhúng một sợi chỉ dài vào chén nước, rồi bà ta nắm chặt hai đầu sợi chỉ và ấn mạnh sợi chỉ vào trán Thôi Mẫn. Bà ta dùng răng kéo sợi chỉ ra, rồi để sợi chỉ bật vào trán Thôi Mẫn. Mỗi lần sợi chỉ bật lại, nàng cảm thấy rát và nhăn mặt lại. Miệng ngậm sợi chỉ, Trương Đại Má nói: "Đại cô nương của tôi ơi, nếu cô thấy làm thế này đau thì hãy chờ khi nào cô làm con dâu nhà người ta, cô sẽ phải chịu đựng những thứ đau đớn hơn thế này nhiều." Khi mặt nàng làm xong, mịn màng và mượt mà, Trương Đại Má bôi phấn lên mặt nàng, rồi bà nhấm ướt đầu bút chì, rồi tô lên lông mày của Thôi Mẫn, pha sáp hồng với nước, bà tô đỏ môi nàng và thoa phần còn lại lên hai gò má của nàng. Rồi bà bước ra sau lưng nàng để cuốn lại mớ tóc đen như mun của nàng thành hai búi tròn và cắm những cây châm bằng ngọc vào hai búi tóc. Xong công việc, bà nhìn Thôi Mẫn trong gương và nói: "Này Lý Tỷ Tỷ, không phải là tôi nói khoe đâu nhá, nhưng khắp làng này không ai xinh đẹp bằng Thôi Mẫn của Tỷ Tỷ. Nếu không thế thì tại sao bà Mai nhà họ Trần tới tận cái làng trên núi này để hỏi con gái của Tỷ Tỷ, trong khi trong làng họ có biết bao nhiêu là cô gái khác có thể lấy được?" Nhìn trong gương, Thôi Mẫn trông thấy mẹ trải chiếc áo cưới của nàng lên giường. Một chiếc áo chẽn thêu hoa anh đào đỏ, một chiếc áo màu hồng gắn đầy đồ trang sức lấp lánh, và chiếc quần cũng màu hồng, một đôi dép thêu bằng hạt trai theo hình phượng hoàng. Bà không ngẩng đầu để đáp lại lời khen ngợi con gái của Trương Đại Má, nhưng dùng vạt áo bông cũ chùi mặt. Thôi Mẫn cảm động muốn òa khóc. Trương Đại Má chạy vội lại an ủi bà mẹ: "Ái chà, Lý Tỷ Tỷ vẫn buồn phiền đấy ư? Lấy chồng vào một gia đình như vậy, Thôi Mẫn không cần phải lo về ăn mặc nữa, và Tỷ Tỷ có một người thân giàu có để thỉnh thoảng viếng thăm. Nếu tôi là Tỷ Tỷ, tôi sẽ cười đến rách môi ra mất. Thế mà Tỷ Tỷ lại khóc như thế. Thôi, lại đây mặc áo cưới cho Thôi Mẫn, kiệu đón dâu sẽ đến ngay bây giờ đấy." Mũi kim thêu len lỏi qua làn sóng và đâm vào ngón tay nàng bên dưới tấm vải. Thôi Mẫn khẽ bật kêu lên, vội đưa ngón tay lên miệng và mút. Cắm cây kim lên hộp đổ thêu, nàng lấy tay xoa bóp cổ và ngồi nghỉ ngơi. Bên ngoài, hơi trắng bốc lên trên mặt ao giống như khói bốc lên từ một chảo dầu. Một làn gió nóng thổi qua ao tới bút ve mặt nàng và thấm nhập vào chiếc áo lót màu sáng của nàng. Nàng nắm lấy cổ áo đã mở sẵn và lắc chiếc áo rộng để lấy hơi mát. Sau khi biết chắc không có ai, nàng cởi thêm vài khuy áo nữa để lộ cái cổ và một phần ngực cho mát. Khi ngón tay nàng đụng phải ngực, nàng cảm thấy da nàng vẫn mịn màng và mát mẻ như 20 năm về trước. Bỗng nàng cảm thấy choáng váng và tựa vào cánh tay phải, bàn tay ôm lấy cằm và khuỷu tay tì trên mặt bàn thêu. Mắt nàng bừng sáng như say rượu, liếc nhìn con đường bên bờ ao. Trong lúc tâm trí nàng trở về cái đêm động phòng hoa trúc của nàng, khi chồng nàng nài nỉ nàng cởi hết quần áo ra, miệng lắp bắp như một người ngớ ngẩn, chồng nàng thú nhận đã 22 tuổi rồi, chàng chưa bao giờ trông thấy một người đàn bà trần truồng. Mặt nàng đỏ bừng như cây nến cưới màu đỏ, hai tay nàng cũng run như ngọn lửa nến bên cạnh giường. Nàng cởi hết quần áo ra. Một tháng sau ngày cưới, chàng trở lại tiệm bán đồ khô tại Thượng Hải để nàng ở lại hầu hạ cha mẹ chồng. Bố chồng nàng, hai hàng ria mép bạc xám, từ sáng tới tối ngồi bên cạnh cái bàn bát giác trong phòng khách. Trong một ngày, ông ta ít khi nào nói hơn 8 câu, nhưng luôn luôn nhắc nhở mọi người đến sự hiện diện của ông bằng cách gõ cái tẩu thuốc dài đầu bịt bạc vào cái chén đựng tàn thuốc bằng sứ trên tấm thảm da hổ. Mẹ chồng nàng thì thực là tàn ác. Bà có một bộ mặt nâu tím và mắt hình tam giác. Khi bà quan sát thân thể nàng bằng cặp mắt sắc bén, Thôi Mẫn ao ước nàng trở thành một tấm gỗ, chứ không phải là một người đàn bà da dẻ nõn nà, bú căng, bụng nhỏ và mông rất tròn. Khi An Phúc không có nhà, mắt bà còn có thể chịu đựng được, nhưng mỗi khi chàng về, mẹ chồng nhìn nàng hung dữ đến nỗi Thôi Mẫn nghĩ rằng có lẽ máu sẽ trào ra khỏi tròng mắt bà ấy. An Phúc mỗi năm về nhà 3 lần trong dịp lễ Thanh Minh, Trung Thu và Tết. Vào mỗi dịp, chàng thường ở lại nhà từ 10 ngày đến 2 tuần. Vì thế mỗi năm, nàng được hạnh phúc ít nhất 30 ngày. Tuy thế, nàng cũng không được kề cận chàng trong suốt thời gian chàng ở nhà. Chàng phải làm nhiều bổn phận, thờ cúng và viếng thăm mộ tổ tiên, rồi thu tiền thuê nhà thuê đất và thăm viếng họ hàng, sửa lại dụng cụ và làm những việc khác nhau trong nhà, không một phút nào rảnh rỗi. Nàng cũng lo công việc hàng ngày, trông coi đầy tớ, sửa soạn bữa ăn và hầu trà buổi sáng và buổi tối cho cha mẹ chồng. Có khi nàng không có dịp nói chuyện với chồng cả ngày, ngay cả lúc bữa ăn, bởi vì chàng bao giờ cũng ăn cùng với cha mẹ, trong khi thì nàng phải đứng hầu cơm cho cha mẹ chồng, rồi sau đó ăn cùng với đầy tớ ở trong bếp. Bất cứ khi nào An Phúc về nhà, mẹ chồng nàng thường moi móc tìm ra những công việc làm thêm cho Thôi Mẫn, chẳng hạn như ngồi may giày vải, viền những chiếc mền, khâu áo choàng hoặc mạng vớ. Nỗi tức giận bí mật của Thôi Mẫn trào lên đầu, vươn lên tới trần nhà như là một làn hơi nóng hòa lẫn với khói thuốc của bà mẹ chồng nhả ra. Cứ thế, hai người ngồi cho đến khi bố chồng phải cất giọng mệt nhọc và khàn khàn từ phòng bên cạnh: "Thôi, cho nó đi nghỉ đi, khuya quá rồi." Cầm chiếc đèn lồng bát giác, Thôi Mẫn rời khỏi phòng khách, bước ngang qua hoa viên và đi vào cái lối đi tối tăm. Mặc dầu tim nàng muốn nhảy lên vì được đi gặp chồng, nhưng nàng phải bước đi thật chậm, từng bước một, bởi vì dù không quay đầu lại, nàng biết rằng mẹ chồng nàng, một tay vén tấm màn cửa, vẫn đang nhìn theo nàng. Nàng lại cầm kim lên, chọn một sợi chỉ màu lục và bắt đầu thêu 4 chữ: "Bách niên hòa hiệp". Tuy nàng chỉ đi học vài năm, nàng cũng nhận ra và hiểu ý nghĩa những chữ này. Người chồng của con gái nàng là Dương Đức, dường như là một người bản chất tốt. Nàng hy vọng hai con sẽ hạnh phúc sau hôn lễ. Trong suốt 20 năm, nàng làm vợ An Phúc, chàng chưa bao giờ nói nặng lời. Chàng chỉ ở nhà khoảng 30 ngày một năm, và hai người sống chung với nhau không quá 2 năm trong 20 năm lấy nhau. Nhưng chàng và nàng hạnh phúc và yêu thương nhau từng giây phút một, mỗi khi được gần nhau. Dù nàng bị mẹ chồng hành hạ đến thế nào, An Phúc, một người con hiếu thảo, cũng không bao giờ nói một câu phản đối mẹ. Một đêm, khi hai người nằm trong giường, ngón tay chàng tình cờ sờ phải một vết thẹo trên ngực nàng. Nàng giải thích: "Hôm đó em đang chiên mỡ, mẹ bước vào bếp và nếm thử một miếng mỡ. Mẹ nói miếng mỡ không được giòn và ném vào chảo, khiến mỡ sôi bắn vào ngực em." Thực ra hôm đó, bếp lò quá nóng, Thôi Mẫn phải cởi vài khuy áo ngực. Sau khi ném miếng mỡ vào chảo, mẹ chồng nàng lẩm bẩm: "Chồng đi vắng, mày phanh ngực ra để làm gì?" Nhưng khi kể lại thì Thôi Mẫn bỏ bớt phần này đi. Trong bóng tối, chồng nàng không nói gì, cứ tiếp tục dùng 2 ngón tay vuốt ve vết thẹo. Nàng cảm thấy như 2 con kiến đang bò trên da thịt nàng. Cảm giác ấy khiến nàng co người lại, 2 đầu gối đè vào đùi nàng. Bất ngờ chồng nàng lôi nàng lại, kéo nàng thẳng ra và ôm chặt lấy nàng. Sau khi Vân Thụy về nhà chồng, Đại Trí lấy vợ. "Cha mẹ ta qua đời, ta sẽ đưa nàng lên Thượng Hải sống, mình ta và nàng thôi. Thượng Hải là một nơi tuyệt vời, có đủ thứ cho nàng thích." Nàng nói bằng một giọng không tin nhưng rất âu yếm: "Chàng chọc quê em rồi, em là một người đàn bà nhà quê, chưa bao giờ được ra thành phố." Chồng nàng khẽ vuốt ve vết thẹo trên ngực nàng: "Ta có bao giờ chọc quê nàng đâu, một ngày nào đó ta sẽ đem nàng đi Thượng Hải, chỉ mình nàng và ta thôi." Thôi Mẫn hy vọng nhìn ra con đường đất bên bờ ao. Đường nào đi đến Thượng Hải? người ta có thể tới Thượng Hải bằng con đường kia không? An Phúc có lần bảo nàng, hãy đi đến cuối làng, trèo qua ngọn núi Thần và đi bộ thêm 20 dặm nữa tới quận Lỵ, từ đó đi tàu thủy, sau 1 ngày và 2 đêm, nàng sẽ tới Thượng Hải. Thật là một nơi quá xa xôi, trong đời nàng, liệu có bao giờ nàng tới được đó không? Điều duy nhất bây giờ nàng hy vọng là An Phúc trở về sớm cho hôn lễ của Vân Thụy và sẽ ở lại thêm vài ngày nữa cho riêng nàng trước khi trở lại Thượng Hải. Bàn tay nàng tuột xuống cổ, rồi tuột xuống phần ngực trần của nàng. Vết thẹo đã lạn mất rồi, nhưng nếu nhìn kỹ, nàng vẫn trông thấy một vết hồng lờ mờ. Nhớ lại cảm giác khi tay An Phúc mân mê vết phỏng, Thôi Mẫn bỗng say sưa đê mê, đến nỗi nàng phải nhắm mắt lại. Bất giác, nàng trông thấy một người đàn ông đứng trên con đường bên bờ ao. Nàng không biết người ấy đứng đó từ bao giờ. Thoạt đầu, nàng tưởng là An Phúc bất ngờ trở về như lần trước. Nàng vui mừng đến nỗi phải áp 2 bàn tay vào ngực để đè nén con tim đang đập hỗn loạn. Khi nàng lấy lại được bình tĩnh và nhìn lại, nàng nhận ra người ấy không phải là chồng nàng. Người ấy mặc một chiếc áo lụa để phanh ngực. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, nàng có thể trông thấy 2 chòm lông trên ngực và cái rốn ở ngay bên trên chiếc quần lụa có thắt lưng lỏng lẻo. Hắn đứng chống nạnh, 2 tay áo xắn lên để lộ 2 đường gân nổi trên 2 cánh tay. Ngay lập tức, Thôi Mẫn buông tay khỏi ngực và ngồi thẳng lên. Thật là không may, đây chính là Lưu Trường Khanh, một tên nổi tiếng lưu manh của làng Lưu Thôn. Để tên lưu manh Lưu Trường Khanh nhìn thấy cảnh hớ hênh của mình, chuyện gì sẽ xảy đến với Thôi Mẫn? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Chí lấy vợ, cha mẹ ta qua đời, ta sẽ đưa nàng lên Thượng Hải sống, mình ta và nàng thôi. Thượng Hải là một nơi tuyệt vời, có đủ thứ cho nàng thích. Nàng nói bằng một giọng không tin nhưng rất âu yếm. Chàng chọc quê em rồi, em là một người đàn bà nhà quê, chưa bao giờ được ra thành phố. Chồng nàng khẽ vuốt ve vết thẹo trên ngực nàng. Ta có bao giờ chọc quê nàng đâu, một ngày nào đó ta sẽ đem nàng đi Thượng Hải, chỉ mình nàng và ta thôi. Thôi Mẫn hy vọng nhìn ra con đường đất bên bờ ao. Đường nào đi đến Thượng Hải? Người ta có thể tới Thượng Hải bằng con đường kia không? An Phúc có lần bảo nàng, hãy đi đến cuối làng, trèo qua ngọn núi Thần và đi bộ thêm 20 dặm nữa tới quận Lỵ, từ đó đi tàu thủy, sau 1 ngày và 2 đêm, nàng sẽ tới Thượng Hải. Thật là một nơi quá xa xôi, trong đời nàng, liệu có bao giờ nàng tới được đó không? Điều duy nhất bây giờ nàng hy vọng là An Phúc trở về sớm cho hôn lễ của Vân Thụy và sẽ ở lại thêm vài ngày nữa cho riêng nàng trước khi trở lại Thượng Hải. Bàn tay nàng tuột xuống cổ, rồi tuột xuống phần ngực trần của nàng. Vết thẹo đã lạn mất rồi, nhưng nếu nhìn kỹ, nàng vẫn trông thấy một vết hồng lờ mờ. Nhớ lại cảm giác khi tay An Phúc mân mê vết phỏng, Thôi Mẫn bỗng say sưa đê mê, đến nỗi nàng phải nhắm mắt lại. Bất giác, nàng trông thấy một người đàn ông đứng trên con đường bên bờ ao. Nàng không biết người ấy đứng đó từ bao giờ. Thoạt đầu, nàng tưởng là An Phúc bất ngờ trở về như lần trước. Nàng vui mừng đến nỗi phải áp 2 bàn tay vào ngực để đè nén con tim đang đập hỗn loạn. Khi nàng lấy lại được bình tĩnh và nhìn lại, nàng nhận ra người ấy không phải là chồng nàng. Người ấy mặc một chiếc áo lụa để phanh ngực. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, nàng có thể trông thấy 2 chòm lông trên ngực và cái rốn ở ngay bên trên chiếc quần lụa có thắt lưng lỏng lẻo. Hắn đứng chống nạnh, 2 tay áo xắn lên để lộ 2 đường gân nổi trên 2 cánh tay. Ngay lập tức, Thôi Mẫn buông tay khỏi ngực và ngồi thẳng lên. Thật là không may, đây chính là Lưu Trường Khanh, một tên nổi tiếng lưu manh của làng Lưu Thôn. Để tên lưu manh Lưu Trường Khanh nhìn thấy cảnh hớ hênh của mình, chuyện gì sẽ xảy đến với Thôi Mẫn? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Thật là không may, đây chính là Lưu Trường Khanh, một tên nổi tiếng lưu manh của làng Lưu Thôn. Để tên lưu manh Lưu Trường Khanh nhìn thấy cảnh hớ hênh của mình, chuyện gì sẽ xảy đến với Thôi Mẫn? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.